Chào nhà nhá. Chào mấy anh em đến đây nhà. Nhà hai chú đang cũng rất tàn tật là từ bé. Đây là đại ca này. Đấy, nhưng mà đâu cái thằng đây còn cái con này nó không biết nói này. Đấy. Còn cảnh nhà này. Nhà nghèo đấy anh. Tại nhà đấy mấy hộ dân là hôm kia em đi rất khổ rồi. Bà già mấy lại không phải là mẹ nhá, lại là vợ của chú này nhá. Cả nhà nhá. Đấy. Thì là tôi cái hoàn cảnh là. Và em xin cho nhà đấy xây nhà được là trị giá 50 triệu rồi. Vậy nên nhá, biết nói không? Đấy khổ. Đấy con của cái bác này, con của anh này. Đi này thôi. Vâng. Xa gần là không quan trọng. Nhưng mà thôi bây giờ có người ở đây thôi vì có nhiều vấn đề lắm. Có nhiều lắm anh ạ. Không phải là thật ra nói là đây là hoàn cảnh như là tôi ở đây cũng là cũng chưa gọi là khó khăn nhất. Có cái gì anh đi hàng ngày biết vì chưa phải thiếu cơm ăn, chưa phải đói bữa nào, đấy là thực tế. Thế nhưng mà đi sâu vào vấn đề là bởi vì mỗi tháng là phải lo cho cô này 5 đến 7 triệu tiền đi xạ trị. Đi xạ trị cái vú để cho nó đỡ lan. Bệnh tật thì không ai chống chọi được, không được. Đỡ tí nào. Đây là một hoàn cảnh rất là khổ, nhưng mà không. Gọi là em nhờ các anh là. Đây cả nhà nhá. Đây là con này, con chú ấy bị thì lại bị không biết cái gì này. Đấy, không biết nói gì này. Xin phép anh quay trên Facebook một tí nhá. Cả nhà chia sẻ với anh nhá. Cho người ta xong rồi tí nữa rồi xong sau thêm. Đây anh cầm cái này thì là người ta tàn tật thật sự anh ạ, người ta không có sức lao động nên là nó là ấy. Còn nhà cửa thì là cũng được mọi người nó giúp đỡ thì cũng là được cái nhà nó cũng... không có lao động. Là em dám đứng ra giúp. Là thì khóa kìa. Dùng cái tâm của mình để giúp. Bởi vì còn những người mà khỏe chân. Anh Minh, anh đi làm anh có bên nước không? Vâng. Anh cho nhiều không làm cho em. Vâng ạ. Có anh làm anh muốn xây nhà cho người ta này. Em chỉ có một tiền. Em chỉ có dùng để nói đi xin đỡ thôi. Nên là cái ý thì em. Vâng. Cái hoàn cảnh này là đây không từng này mình lên. Vâng ạ. Ai mà có khổ đến như bọn anh về không có khổ. Vâng ạ. Nó khổ thế nào, sướng thế nào để cho nó tiền gì mà sau. Không phải nhiều người cổ hơn cả ai anh em. Thật sự luôn đấy. Để chưa anh nhìn thấy cái ảnh này còn. Thế như là các bác này là bị từ bé à? Từ bé luôn à? Đây là hai anh em ruột bị đều bị cái bệnh này là bệnh này là do là gì cả đấy. Hay kiểu theo cơn sầu. Nhà chú là ba người đi. Một cô chết rồi. Chắc bị chất độc nhất nghèo. À đấy, bị chất độc màu da cam cả nhà nhá. Đấy bị chất độc màu da cam nhé cả nhà nhá. Có hỗ trợ lương nhưng mà được ít lắm mà. Được vài trăm thôi. Anh Dũng là được 600.000, đấy em vừa bảo rồi. Và là ở đây là người ta hỗ trợ cho mỗi một chú này là được 600.000. Không nghèo không được anh ạ. Máy ca. Cũng nghèo còn không được cơ. Và nhìn chung là thật ra người như này là người ta khổ thật, không có sức lao động, không có lao động. Còn bây giờ nhà cửa thì đó lại là có người ta không giúp đỡ lọ kia. Cái này cũng gọi là chào tất cả nhà thân yêu nhá. Đấy thì vào hoàn cảnh đấy là các chú là bị chất độc màu da cam, đấy là bị mấy người thì là chết mất một người rồi. Còn đây thì còn hai anh em, xong rồi bây giờ sinh ra đứa đây nhỏ đây thì là không biết nói gì cả. Đấy, lớn như này nhưng mà không biết gì, cũng không biết chữ gì à. À, học cái gì à. Không nói được luôn. Giờ nhưng mà nhận biết. Hơi là ngờ bảo nó có biết gì đâu mà, nhét nó không biết gì. Đấy. Thế giá như chú kêu mà được đứa con lại này thì nó kéo lại cuộc đời. Thế nhưng mà nó lại bị... Có mại là khổ thì... Anh em rất đâu nha, sao đi đâu rất này. Thank you.
cái này vấn đề mình nhìn chung là người ta khổ về sau này mọi cái, chứ không phải là nhà cửa cứ nhìn nhà cửa người ta đi. Nhưng mà quảng cáo cả nhà đây, là những hoàn cảnh rất là khó khăn nha. Thật ra thì nhà cửa người ta cũng được là người ta xây cho ủng hộ rất nhiều nên là nhưng mà có cái là hai chú này là hai người bị tàn tật là không có sức lao động gì nữa. Còn đây là vợ của chú này, này đấy, vợ của chú này cả nhà nhá. Đây là gia đình này, này. Hôm nay anh em cũng được tin là thấy hoàn cảnh gia đình nhà mình tập tạ đó là có mấy người là chất độc da cam này, nói chung là cũng đang không phải là ủng hộ khó khăn quá, cũng không phải là thế nào gọi là để mong như này cả. Thế bây giờ anh em có một chút cân gạo này, một ít thịt tôm với cả một thùng sữa đến gọi là đầu tiên cho gia đình với cả đâu được cái này đâu nhỉ. Sữa đâu, 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 hay đi hoàn cảnh là nó khó khăn. Vâng ạ. Hôm nay lên thực tế thì đây là gia đình đây là cũng hai người đi xe lăn này là về chất độc da cam đây. Xong rồi con cũng tàn tật. Xong rồi. Con đây ạ. Con này không biết gì đâu. Đấy. Con này. Cũng đau lòng. Biếu anh ít vì tôm cũng sữa cả mấy cân gạo. Đây của quan người là vừa mới giúp này. Đây gì đây? Cháo à? Cháo hay sữa đây? Biếu triệu các em tên gì nhỉ? Dạ, em là Nhã Hoàng Leo ạ. Một nhã đi. Nhã Hoàng Leo ạ. Nhã Hoàng Leo đây. Biếu triệu các anh em trong đoàn đây gọi cổ ý lòng điều biếu gia đình 7 triệu để gọi là bớt đi phần nào về khó khăn nhé, và có chút quà nhé, tặng đây là ai là người ấy nhỉ? Bà vào đi bà. Dạ, bà nhận bà đứng sách em hay nhận được. Hoa bà cả gia đình. Dạ. Chị là người chi tiêu ạ? Không, cô là em dâu. Em dâu như bà kia. Cô kia là hành nghiệp của hả? Là cô. Nhưng bây giờ ai là người nhận tiền để chi tiêu cho những người này? Đây. Đây là chị đây. Đây là cháu à? Đây là chồng đây à? Đây là anh. Đấy, chồng này bà già này. Đây là cả. Thế con đây. Con đây à? Người nhiều gửi cho chị mấy triệu nhá. Đấy con. Thì mua cho tên tắt cho anh ấy nhá. Con gửi cho ít quà nữa nhá. Mới nói chúc gia đình càng ngày càng mạnh khỏe thôi. Rồi, nói chung là cả nhà cái gia đình này á, người ta tức là nhìn trước mắt thì nhà cửa thì nó thế thôi, nhưng mà sau này là con cái này người ta khổ. Cả nhà thấy là tàn tật này, xong rồi là vợ già này, con thì bị như này thì đến mãi sau này người ta vẫn khổ. Nếu mà người hiểu sâu hơn một tí thì là sẽ biết được là gia đình người ta khổ thế nào. Cả nhà nhá, cả nhà chia sẻ mạnh à. Thế bây giờ hai người tàn tật từ bé này, xong bắt đầu lại đẻ sinh ra đứa con, rồi vợ thì lại chết, hai vợ đều chết, bị ung thư. Xong rồi sinh ra đứa con không có một tí, có lại tàn tật, không biết cái gì nữa. Lại vợ già. Thế thì bây giờ thì sau này thì không biết người ta sống kiểu gì. Đấy, sau này nhỡ hai ông này ông mà chết đi thì thằng này là thế nào. Đấy mọi người hiểu không? Nên rất là theo tôi là quá khổ đấy, nhưng mà đơn giản nữa. Còn cái nhà cửa mà bán đi hay là nọ kia, nhà người ta có thể tương tất, người ta có được xây cho thì nó cũng được ok. Đây cũng đóng thùng nông tôn, nhưng mà về sau này là tôi nghĩ là rất là khổ đấy cả nhà nhá. Chứ không phải đơn giản đâu. Nghĩ về sâu về xa là sau này quá khổ luôn đấy. Thế hai ngày một hai năm nữa là người ta chết đi, thì bây giờ đến còn cái thằng này, thằng cu này thì mày nó biết làm cái gì, ai sẽ là người bao bọc nó đấy. Đấy bà già đấy thì đấy, bà tức là già rồi nhưng mà cũng là thương, chắc là thương người, xong rồi lấy ông này thấy tần tật lấy ông này về. Thế bây giờ mọi người chết đi, con đứa nhỏ này rất là cũng đáng thương đấy, không phải đơn giản đâu. Cái đồng tiền nhiều khi nó không phải là ấy đâu cả nhà.
anh em tôi thấy cái hoàn cảnh mà cũng nhìn sâu xa hơn một tí, tóm lại là về sau này là thấy là tóm lại là gia đình này rất là khổ. Còn bây giờ cứ nghĩ cái nhà cái cửa nó chỉ che nắng che mưa được vài hôm thôi, gọi là người ta được hơn là những nhà rách nát thôi, nhưng mà thật sự là tôi thấy là sau này là khổ đấy nhà nhá, đúng không? Thì bây giờ không còn một ai nữa là người minh mẫn, người tỉnh táo để giúp đỡ nữa, thì bây giờ làm nào? Bây giờ nhờ tất cả anh em anh em là chia sẻ mạnh nhá. Còn đơn giản thì nhà người ta đây cũng được có người người ta đầu tiền giết thứ là cái chương trình này là hiểu sâu ra là hiểu rồi. Vấn đề sau này là ông này cứ xây cho đi, ông đừng nào sau này ông ấy chết đi thì ông kia nuôi ông này. Cứ đừng nghĩ phịch đầu, phải nghĩ vẫn sâu ra, sâu xa một tí. Cái sau này là thằng này biết gì đấy, ghế khổ ghế gì rất là cũng là đáng thương ấy, răng rồng thấy là đáng thương. Đợi đi em về. Đây này, thế sau này này, xong đoạn thì chết đi này, thằng này này, đấy, bây giờ này, ai là người bao bọc nó chứ, thế, thế cũng cần những nhà hào tâm như đúng không? Những này xong thì có vặt ra ăn đâu? Thế cái chú có biết nói không? Chú có biết nói không? Chú biết nói à, nói cái chú bị từ năm bao nhiêu rồi? Từ nhỏ à? Năm nay chú bao tuổi? À, thế 56 à? Anh thôi nhờ. Sinh năm 56 à? 56 tuổi. À, 56 tuổi à? Ờ, thế còn anh này chắc trẻ. 53 à? 53 ba trẻ nha. Trẻ thế gì? Thế còn bà này bao tuổi? Hơn anh này 2 tuổi. À? À 56 à? Đấy 56 tuổi này. Ôi, 56 tuổi mà nhìn cứ tưởng như là mẹ nhờ. Thôi cuộc sống thì nó khổ khó khăn thì anh em đây là anh Dũng, là anh Dũng Trọng, là đoàn từ thiện anh Dũng Trọng, đây là đông của mấy anh em. Ở đây là cũng thấy hoàn cảnh là nhà mình tàn tật này, xong con cái là bị thần ấy là chất độc màu da cam. Vẫn biết là sau này và mọi cái là khổ, bên trước mắt là được cái là nhiều cái hoàn cảnh nhà còn rất là rột lát thì sẽ kém hơn là các anh một tí, nhưng mà về sau này tôi thấy là rất là về nghĩa hiểu sâu là rất là khổ đấy. Đây là hôm nay là đoàn anh em, đây là địa chỉ chỗ này là nào nhỉ? Nó khổ cái là cái gia đình này vì anh ở mặt đường đấy, nó khổ cái nhưng mà cái hoàn cảnh người ta là có thực tế đây, nhưng anh này ở mặt đường thì nó sẽ bao giờ cái tầm nhìn chung của ta là sẽ nhìn thấy gọi là khác. Không, em đang nói cái vấn đề là người ta thực tế đây, những con người ở đây cơ mà, em có nói gì cái vấn đề gì không? À vâng, cái thực tế ở đây là nhìn người ta như thế này thì sau này là nhỡ hai ông này ông đi còn thằng kia là ai người bao bọc nó đấy, vấn đề đấy là mình hiểu về sâu về xa về sau này. Em nhìn ông đưa cháu học về mà nhận chết là chỗ nhà không có ở trên cái nhờ cái trang bây giờ nó mổ từ đây mổ xuống đấy, cũng đấy cũng là một cái trường hợp mà thật. Cái trường hợp đấy là chưa có nhà đất thì là anh em đang chuẩn bị là xây ở đâu anh nhỉ? Ở Hòa Bình đấy, cái trường hợp là cháu đưa ông đưa chôn ngay tại cửa nhà luôn. Ông đưa cháu đi học ở nghĩa trang luôn. Nhà nghĩa trang không đất. Quá khổ luôn. Đấy. Nếu mà em đấy cái trường hợp này em nào em đi thì đi cùng đoàn, hiểu không? Còn mọi cái là cái vấn đề anh nó bảo rồi. Không, cái trường hợp này em đi xem cũng là đúng.
Nhưng mà có cái là người ta vì là không thương tâm bằng những người người ta trong làng trong xóm. Ừ, không thương tâm thì mình... Nhưng mà đây là nếu thì hiểu về sâu như anh hiểu là vấn đề là rất thương tâm. Người ta chỉ có một cái là cái như này thôi. Đây là cái lòng tốt của em thôi, em hiểu không? Mỗi người một tí là chứ bây giờ ở nước Nam mình còn nhiều người khổ lắm. Không, phải hiểu sâu xa là đau lòng đấy anh ạ. Sau này hai ông này mất đi, sau thì nhà này thì những người anh em kia là hưởng, còn đâu thằng này nó không biết gì. Ờ, anh em ở đâu? Những anh em lành lặn thì ở đâu? Những anh em của ông này ở đâu? À. Ờ. Đúng rồi, ai thế nhưng mà khổ lắm. Thật ra để nói nếu như phải mình mà người đứng lên mình chỗ này những người này không cần thở một đường. Thì đất ông cha ở đây mà. Ông cha thiếu gì chỗ để thờ ông cha.